Cô giáo Hoa Hồng Tím thích ăn lòng xào dưa phân trần. Tối ngày 18 tháng 8, trên Facebook tràn ngập từ khóa lòng xào dưa 30k. Theo đó, một cô giáo mầm non ở Thái Bình, do chồng bị yếu sinh lý nên đã qua lại bất chính với chồng của người khác. Đã vậy còn ngang ngược gây ngại với vợ người ta và liên tục chát chít hết sức nhạy cảm. Cho đến chiều ngày 19 tháng 8, trường mầm non thị trấn Thanh Ni, Kiến Sương, Thái Bình đã xác minh, kiểm chứng những tin nhắn nhạy cảm trên mạng xã hội liên quan đến một cô giáo của trường. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Sương, Thái Bình cho biết, chính quyền đã yêu cầu ban giám hiệu trường mầm non thị trấn Thanh Ni xác minh, kiểm chứng và báo cáo về những ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến cô giáo của trường. Ngày 20 tháng 8, nhà trường đã yêu cầu cô L, người được cho là liên quan đến vụ việc, làm giải trình. Chúng tôi cũng có biên bản làm việc và yêu cầu cô L viết bản kiểm điểm trước khi báo cáo với chính quyền địa phương và phòng giáo dục đào tạo huyện Kiến Sương. Trong biên bản tường trình, cô giáo L cũng xin nghỉ một vài ngày. Cô L đã chủ động xin nghỉ để lấy lại tinh thần và giải quyết việc cá nhân. Và chúng tôi cũng đã cho cô nghỉ phép từ hôm ngày 18 tháng 8. Nhà trường cũng không có quyền đình chỉ công tác đối với cô giáo, thẩm quyền thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương, bà Huyền nói. Bà Huyền cho biết thêm, cô L sinh năm 1976 và có nhiều năm kinh nghiệm vào nghề từ năm 1995. Khi hay tin không chỉ bà mà các giáo viên trong trường đều rất bất ngờ. Không chỉ tham gia tích cực vào hoạt động của trường, lớp, cô L cũng chăm sóc trẻ rất chu đáo. Cô L cũng là một giáo viên được phụ huynh cực kỳ tin tưởng, thậm chí nhiều phụ huynh xin cho con vào lớp của cô phụ trách, bà Huyền nói. Tôi thật sự lấy làm tiếc bởi cô L đã dính vào những thông tin như vậy, bởi đây là một giáo viên có tính xây dựng nhà trường. Trước nay giao tiếp với phụ huynh rất chuẩn mực, chuyên môn của cô thì không phải là quá xuất sắc, nhưng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được phụ huynh yêu quý. Năm nào cô cũng đạt lao động tiên tiến. Bà Huyền cho hay, hiện nhà trường đang phối hợp với địa phương để xác minh sự việc. Cô L đang rất sốc, suy sụp, không nói được nên lời. Từ hôm nghỉ đến nay, cứ mỗi lần tôi gọi đến, cô ấy cứ khóc hoài. Hiện chúng tôi cũng chỉ biết động viên cô, có được tâm thế tốt. Theo bà Tuyến, hiện nay, những thông tin về đoạn tin nhắn gây ồn ào mạng xã hội chỉ mới là thông tin trên mạng, chưa được kiểm chứng nên không chính thống. Phía gia đình cũng chưa phản ánh sự việc với nhà trường hay chính quyền. Bên cạnh đó, nguồn tin của VTC News cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Sương cũng chỉ đạo trường mầm non Thanh Nê yêu cầu nữ giáo viên L viết bản tường trình liên quan đến những đoạn tin nhắn gây ồn ào mạng xã hội. Nguồn tin cho biết cô L cũng nhận có nhắn tin trêu đùa nhưng không ngờ sự việc lại đi quá xa như vậy. Cô cũng nhận khuyết điểm vì những tin nhắn trêu đùa ấy đã làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của nhà giáo, ảnh hưởng tới nhà trường. Trong năm học vừa qua, thi đua của cô L cũng sẽ cắt, nguồn tin cho hay. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Sương, lãnh đạo địa phương đã nắm được thông tin liên quan những đoạn tin nhắn được chia sẻ trên mạng xã hội và đang giao trường mầm non Thanh Ni tập trung xác minh. Ngay sau khi những đoạn tin nhắn được chia sẻ đã tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội, thu hút rất đông tương tác và bình luận trái chiều. Hầu hết các bình luận đều cho rằng nữ giáo viên mầm non đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo. Cùng với đó, nhiều người tỏ ra e ngại nếu giáo viên này vẫn tiếp tục công tác trong môi trường giáo dục, trực tiếp dạy dỗ, uốn nắn các cháu nhỏ còn như tờ giấy trắng. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.